Nissan X-Trail V-Series. Điểm nhấn của Nissan X-Trail V-Series được thể hiện qua thiết kế mới ở cản trước, cản sau, ốp sườn xe và cánh lướt gió tạo nên vẻ ngoài bắt mắt, khỏe khoắn và cá tính hơn. Lần đầu tiên trong phân khúc Nissan X-Trail V-Series được trang bị hai tính năng cảm biến tự động mở cốp xe, bao gồm cảm biến mở cốp tay tự động và cảm biến đá chân tự động. Không chỉ được thay đổi về mặt ngoại thất, Nissan X-Trail V-Series còn được bổ sung thêm các tính năng đảm bảo an toàn tối đa cho người sử dụng. Nhà sản xuất ô tô Nissan TCIE Việt Nam cho rằng Nissan là sự lựa chọn hợp lý tại thời điểm này cho dòng crossover khi có thêm các điểm cộng về hiệu năng như hệ thống kiểm soát khung gầm chủ động với 3 công nghệ kết hợp, hệ thống kiểm soát lái chủ động, hệ thống kiểm soát phanh cơ chủ động và hệ thống kiểm soát vào cua chủ động, hệ thống điều khiển cầu điện tử thông minh 4x4i, hệ thống camera quan sát xung quanh xe trên phiên bản cao nhất 2.5 SV4WD giúp người lái dễ dàng phát hiện vật cản từ góc nhìn 360 độ. Cùng với sự thành công trên toàn thế giới với danh hiệu là mẫu xe crossover bán chạy nhất toàn cầu trong năm 2017 và quý 1 năm 2018, Nissan X-Trail cũng là một trong những sản phẩm chiến lược được bán tại Việt Nam. Mẫu xe X-Trail V-Series được ra mắt ngày hôm nay, được nghiên cứu và phát triển tại trung tâm R&D của nhà máy TCIE, hoàn toàn dựa trên sở thích và thị hiếu của người Việt và là một sản phẩm chiến lược của chúng tôi dành riêng cho thị trường Việt Nam. Với nhiều người có cơ hội cận cảnh mẫu xe này trong ngày đầu tiên ra mắt, cửa sổ trời kép panorama lớn nhất phân khúc SUV tại thị trường Việt Nam có thể sẽ giúp cho Nissan X-Trail V-Series có thêm lợi thế lựa chọn đối với khách hàng. Mức giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm VAT cho mẫu X-Trail V-Series là 1 tỷ 083 triệu đồng phiên bản 2.5 SV và 991 triệu đồng cho phiên bản 2.0 SL.